Ngày 3 tháng 8, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã đưa ra thông tin về nguyên nhân dẫn đến cái chết của thủ lĩnh chính trị Hamas Ismaila Haniyeh là một đầu đạn tầm ngắn được phóng từ bên ngoài nhằm vào nhà khách nơi ông cư trú tại Tehran gây nổ lớn. Theo tuyên bố của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, dựa trên các cuộc điều tra tiến hành cho đến nay, vụ ám sát ông Ismail Haniyeh được thực hiện bằng đầu đạn tầm ngắn chứa 7 kg chất nổ và được phóng từ bên ngoài vào nơi ở của ông Haniye. Thông báo cũng một lần nữa đề cập đến hành động đáp trả mạnh mẽ của Tehran vào một thời điểm thích hợp. Trước đó, các hãng tin lớn của Mỹ cho biết thủ lĩnh Hamas có thể bị ám sát bởi thiết bị nổ được gài sẵn trong nhà khách ở thủ đô Iran, thay vì bởi một vụ tập kích tên lửa. Đến nay, Iran đã bắt giữ hơn 20 người trong cuộc điều tra vụ tấn công khiến thủ lĩnh Hamas thiệt mạng đơn vị tình báo đặc biệt của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran đã đảm nhiệm cuộc điều tra và đang truy lùng các nghi phạm iran và hamas cáo buộc israel thực hiện vụ tấn công trên israel không thừa nhận song cũng không phủ nhận cáo buộc này hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận đứng sau vụ việc